cũng được đánh giá rất cao. Và như vậy là trọng tài đã cho hiệp 1 của cuộc so tài được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này, sẽ nhận bình dương là các đối thủ mặc trang phục màu xanh đen bảo vệ cầu môn. Lái xe nguy hiểm, không bao pha bằng vào rất nguy hiểm của cao thủ đội khách sạn Thuận Sơn. Một chân sút nguy hiểm, như vậy là trọng tài xác định là có lỗi rồi. Trong tình huống này thì thủ môn Quang Trung đã bắt đầu học, nhưng mà Trần Hóa Thính Trần Giái triển khai bóng lên cho đội trưởng Trung Hải. Ngoài phối hợp xuống Việt Lượng nguyên vào, và phối hợp tuyệt vời của ba cầu thủ bên phía khách sạn Tuyên Sơn. Và có thể nói là đó là một pha phối hợp rất bài bản và chính xác đến từng mm một với cú đá cuối cùng của cầu thủ mang áo số 8, đó là Nguyễn Tấn Văn. Nguyễn Tấn Văn đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho khách sạn Tuyên Sơn. Đó là đội trưởng mang áo số 7 Văn Giáo. Đội trưởng Trung Lộ Viết Lộc nguyễn không vào, đường truyền rất tốt cho Văn Quang, nhưng Văn Quang lại đá bóng đi chạy cầu dọc. Đây là pha lên bóng rất nguy hiểm, rất tốt. Tấn Văn, Văn Quang vẫn còn ở trong cuộc, nỗ lực của Văn Quang càng ngang nguy hiểm không vào. Như vậy là đó là một pha càng ngang rất nguy hiểm của Văn Quang. Chút chuyền nữa thì khách sạn Tuyên Sơn đã có bàn thắng thứ hai, rất nguy hiểm. Rất tốt, Văn Giáo vẫn còn. Tấn Văn không vào, như vậy là có bàn thắng rồi. Tấn Văn đã sút bóng bật vào xà ngang và bóng đổ luôn vào lưới để nâng tỷ số lên 2-0 cho khách sạn Tuyên Sơn. Tấn Văn có thể nói là quá xuất sắc trên hàng công của người nhà đương kim vô địch khách sạn Tuyên Sơn. Cũng đã tưởng chừng như là không thành bàn, nhưng bóng lại bật vào xà ngang và đi luôn vào lưới để mà nâng tỷ số lên. Thì ghi bàn cực kỳ hiệu quả trên hàng công của cao thủ áo tím, rất hay. Văn Giáo sút không vào, đá rất nguy hiểm. Cả ngang Văn Nga, Văn Nga làm một loạt các động tác kỹ thuật qua người rồi, qua người rồi, vào, tuyệt vời, tuyệt vời. Văn Nga, Văn Nga đã có một pha xử lý kỹ thuật rất khéo, và tình huống kết thúc bằng chân trái của anh cũng là rất tuyệt vời để mà rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Không phải Văn Nga đã chơi quá hay ở trong tình huống này. Vậy là cao thủ Bình Dương sau những nỗ lực họ cũng đã tìm được bàn thắng đầu tiên để mà rút ngắn khoảng cách về mặt tỷ số, sẽ làm cho phần còn lại của trận đấu trở nên hấp dẫn. Chúng ta xem tình huống này, đột phá sút không vào, và sút rất nguy hiểm ở trung lộ, đó có lẽ là Trương Nguyên. Thêm một quả đá phạt góc cho cao thủ đội danh nhân Bình Dương. Cầu thủ chuyền dài của khách sạn Tuyên Sơn không thành công, và Trương Nguyên, Trương Nguyên quyết định đá ngay nhưng mà cú đá hơi nhẹ để mất bóng nguy hiểm. Và nhồi bóng vào nguy hiểm quá, Biên Lượng không vào. Biên Lượng đã bỏ lỡ cơ hội để có bàn thắng đào sâu cách biệt về mặt tỷ số. Quan sát của Trần Khải, Trần Khải rất nỗ lực thực hiện cú sút rất nguy hiểm, cú đá ngay điểm phạt góc của Trần Khải suýt nữa đã thành bàn. Có thể nói là trong tình huống này thì thủ môn Quang Trung đã xuất sắc tăng tốc, rất hay. Chuyền vào không được, vẫn còn sút, cú đá của anh Phượng còn bóng rồi. Cơ hội phản công nhanh, Thái Văn, Tấn Văn không, đó là cú đá ngay của Tấn Văn.
nhưng mà cũng không thành công. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Quân của đội Nguyên Nhân Bình Dương đã ra bóng không tốt ở trong tình huống này. Và số 12 của Võ Tín đã ghi bàn thắng để mà nâng tỷ số lên 3-1 cho khách sạn Tứ Trần. Vương Lượng là người đã ghi được bàn thắng. Vậy là sau khi tham khảo bằng ghi hình thì trọng tài xác định là có bàn thắng cho số 12 Vương Lượng và tỷ số là 3-1 cho khách sạn Tứ Trần. Cơ hội phản công cho các thủ doanh nhân Bình Dương. Rất tốt, kết thúc đi. Không được. Cơ hội quá tốt cho Đình Hải nhưng mà Đình Hải lại sút bóng đi ra ngoài. Đó là một cơ hội có thể nói là rất ngon ăn. Chắc chịu các cơ hội. Nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Bàn thắng thứ hai của cầu thủ Bình Dương. Tỷ số 2-3 và đó cũng là những tình huống cuối cùng của trận đấu này. Các thủ khách sạn Tuyết Sơn đã có được 3 điểm trong trận ra quân đầu tiên. Tỷ số 2-3 và đó cũng là những tình huống cuối cùng của trận đấu này. Các thủ khách sạn Tuyết Sơn đã có được 3 điểm trong trận ra quân đầu tiên. Tuy nhiên Bình Dương cũng đã chơi nỗ lực nhưng họ lại không thể có điểm vào trong trận đấu này. Cảm ơn hai đội bóng đã chơi một trận đấu quá công hiến.